Mời khách ăn thử một phía là có. Cái đó mình được ăn thử. Dạ. Cái này hủ tiếu ngọt. Đúng rồi, cái bột này là bột sản xuất cơ sở hủ tiếu ha. Dạ. Người ta muốn ăn bột hủ tiếu liền cho biết, cho nên mình phải bỏ nhân vào cho người ta được ăn nóng hổi luôn, người ta mới biết được cái bột hủ tiếu. Người ta bỏ cái nhân dừa với đậu xanh. Dạ. Đây là gọi là bánh hủ tiếu ngọt. Mọi người có thể ăn thử miễn phí luôn á. Rồi bánh hủ tiếu hộp, một hộp gì là 35 ngàn, rất dễ ăn. Bánh này mình ăn sáng được nha cô chú anh chị. Đó, mình ăn thử đi rồi cảm thấy ngon thì mình mua. Đúng rồi, các bạn được ăn thử mà. Ta gọi đó là bánh hủ tiếu hộp. Dạ. Thì Thảo ăn thử miếng ra thử á. Ở dừa thì nó là nhân dừa và đậu xanh đấy cả nhà. Nó y chang cái bánh cuốn ngọt luôn, ăn đi chị. Mà dai nó ngon lắm. Nó dai ngon lắm. Ăn là hơi bị nghiện á. Ngon ha. Nó dài á. Cái đậu xanh cái dừa nó rất là ngon. Cái này mình ăn hơi bị nghiền luôn á. Bột có thiếu mà. Bột này người ta sẽ chắc bánh nó đụng vậy đó. Người ta lấy thấy phân đi trồng á. À cái đó là dừa nhân á. Dừa và đậu xanh đó em gái. Dừa và đậu xanh ở trong Nam mình. 35 ngàn. Trong Nam mình thì ăn cái gì, bánh gì cũng có dừa hết đó các bạn ơi. Dễ ăn lắm. Ok rồi, cái gì nữa? À, cái đó là máy cắt sợi hủ tiếu á em. Máy để trải nghiệm cắt sợi hủ tiếu á. Ở đây thì mình đến với làng nhà bè cả nhà. Mình sẽ được trải nghiệm ăn hủ tiếu miễn phí. Rồi sau đó mình cảm thấy hợp khẩu vị thì mình mua. 292 đang ở trên bè, chấp thủ thành tổng về bè tàu, tàu đi ra nhé. Dạ, vậy đó hả? Dạ. À, cô nói là đặc biệt đó là phải để cho khách ăn thử. Họ mới biết ngon hay không, họ mới mua chứ họ thấy cuốn gì họ đâu có biết ngon hay dở. Đúng rồi. Họ mua nguyên hộp về không biết làm gì cho nên là cô. Đó.
cô sẽ cắt để cho mời khách ăn thử. Ăn thử đi mấy anh chị, ăn thử đi, nếu mình thấy ngon thì mình muốn thấy ngon không sao hết ạ. Khách rất là đông. Mời cô bác anh chị, đây là gọi là bánh hủ tiếu ngọt nha cả nhà. Ở đây mới được ăn bánh nóng trực tiếp. Ngon quá. Chị ừ, ngon lắm, dài dẻo dai ngon lắm luôn á. Một hộp có 35.000 nhiều vậy đó. Ngon hả? Còn mình đứng ăn. Đúng rồi. Dạ. Đây gọi là bánh hủ tiếu ngọt, chỉ có ở đây mới có thôi nha cô chú anh chị. Rất là dai. Ờ, đã ăn được ăn chị. Bánh nóng liền ăn tại mái chỗ. Đi. Ăn mấy cuốn cũng được hết. Bánh rất là to đó. Bỏ bánh to mệt lắm. Rồi. Vừa nóng mà vừa mệt lắm. Đây là cái bánh đôi nha cả nhà. Rồi. Đây là muối phèn. Đây là món hủ tiếu ngọt chỉ có ở trên nhà bè thôi. Đó, cô vẫn một cái cuốn này rất là dài luôn á. Tại vì cái bánh dài, bánh phụ nó dài, nó bự á, nó nóng lắm. Dạ. Nó nóng lắm, không là bánh nhỏ nhiều lắm. Cái ấy thì nhưng nó sẽ không được dẻ đâu em. Vừa nóng mà vừa ấy nữa. Đưa cho anh hai. Anh hai áo vàng hai họ. Đúng rồi, đúng rồi. Tranh thủ ăn trong ngày kẹo dừa này á, nó chiều nó ngon. Đúng rồi, mình ăn trong vòng tiếng thôi, được rồi, 2 tiếng rồi. Đây, đúng rồi, bánh của anh hai hộp nữa. Túi đâu? Gần như là làm kịp bán luôn á. Khách rất là đông. Chị hai đó đấy. Dạ, 35.000 chị hai ơi. Đây là đậu xanh với dừa. Sáng hừng đông là thức dậy phải nấu đậu xanh rồi phải nạo dừa rồi phải găng me. Nhiều chuyện lắm, 3 giờ là thức dậy. Mình đi Chợ Nổi mình phải ghé cái nhà bè ăn cái món hủ tiếu ngọt này cả nhà. Tại vì lợi thế cái là ở đây nó có cái lò tại chỗ. Dạ, làm tại chỗ nóng hổi. Còn cái bánh bên ngoài có mấy cái bánh cuốn ngọt á thì họ cũng làm nhiều lắm nhưng mà khi không có được nóng hổi. Tại vì lúc trước đâu có bán cái này đâu em. Tại vì khách xé xé cái này ăn nè. Dạ. Thấy đâu cũng đẹp thôi kệ. Mình sáng tạo ra hả cô hả? Mình nghĩ ra cái món này. Vì lúc trước người ta muốn ăn á, dạ. Người ta xé. Dạ, đây gọi là bánh hủ tiếu ngọt nha chú hai. Cái giò này là giò hủ tiếu. Quá dữ. Dài lắm luôn á. Bắt cái bánh nhà bánh khiết nó còn khỏe hơn nó quất bánh này nó bảnh lắm. Diễn quá diễn. Dạ, mong một cái đôi gì mình chia ra hai hộp. Tại vì lúc mà khách đông là không có kịp được. Ngon chưa? Đây là một hộp đã thành phẩm. Bán rồi, thưa ơi, đưa tiền cho, đưa bánh cho chị hai đi con ơi. Thời gian khách lên đây đâu có nhiều được. Một lòng phải đổ rất lẹ, rất nhiều, rất... Món này gọi là món gì cô? Dạ đây là bánh hủ tiếu ngọt. Hủ tiếu ngọt. Dạ. Ở trong nhưng nó là đậu xanh và cơm dừa. Màu xanh là màu của lá dứa nha cả nhà. Dạ. Đây là cái bánh bột này người ta sản xuất ra sợi hủ tiếu nha cả nhà ơi. Đây là bánh sợi hủ tiếu nha cô chú anh chị. Đó kia. Cái bánh
sau khi mà đưa qua đây thì cắt sợi này. Đó. Vì cái món này nó cũng mới có đây thôi đúng không chị? Vì mới sáng tạo đó. Dạ. Mới sáng tạo đó thầy nha. Ở trong cái món này thì ông bà mình hồi xưa đã làm từ lâu rồi. Dạ. Từ lâu lắm rồi. Nhưng mà mình sáng tạo bằng cái giò hủ tiếu. Quá dài luôn á. Cuốn lẹ không lẹ nóng lắm, cầm không nổi đâu. Đây là bánh hủ tiếu ngọt, dễ lắm, gọi là bánh hủ tiếu ngọt cho em, cho chị gái một hộp thưa ơi. Nhân của nó thì chỉ bao gồm là đậu xanh, cơm dừa và cái là cái mè thôi ạ. Ngoài ra thì từ cái bánh này và nếu và từ cái phần hình tráng này mình không làm bánh hủ tiếu ngon thì mình có thể đem phơi khô qua một buổi và ủ qua một đêm. Phần công đoạn cuối cùng chính là cắt sợi. Hầu như ở đây chỉ là một công đoạn duy nhất. Hiện tại bạn chủ thực tại sáu ba ba trong tổ thân tổng quyền bây giờ ạ. Ở dưới các anh chị xin nhắc lại với anh chị mang bạn số trên tay 633 trong tổ thân tổng quyền bây giờ tạo tạo cho bên nhà nha. Rồi, mã số 044 là chị ơi, ai mang mã số 044 cho thủ thanh toán về bây giờ, cho chị gái hàng nhé. Dạ, rồi, từ từ cả nhà ơi, 20 giây ra, tay ba chú thôi. Ba mươi lăm ngàn chị. Xíu nha. Yeah. Này em nhận dùm đồ hàng em đây, em nhớ nhận dùm đồ hàng đây. Yeah. Rồi. Đưa cho cô nè. Cô đây nè. Bé. Phan, đưa bánh thì mới không tiền được. Rồi, ok, hướng dẫn ha. Còn nhanh lắm. Dạ, 20 giây ra cái bánh ra nhà được một xíu nhà được ăn bánh không? Rồi cho bé ăn đi. 074 rồi đi rồi. Hôm qua anh đã đợi quá trời có một em bé ăn không được, em bé đi buồn con nghĩ sợ. Đây. Rồi, ok. Đây. Đây.
Trần Vũ Thanh Tổng quê Mỹ Tho, ok. Ở số 667 Trần Vũ Thanh Tổng quê Mỹ Tho. 645 Trần Vũ Thanh Tổng quê Mỹ Tho đúng không? 645 Trần Vũ Thanh Tổng quê Mỹ Tho. Đấy, 074, trời ơi. Họ tranh thủ họ mua để họ lên tạc hồ về. Đúng rồi, dạ. Không hơn kịp. Rất là đông luôn, cái quầy hủ tiếu này rất là đông luôn. Mấy cái tàu này đi bán trái cây. Đấy là cơm đấy hả? Dạ không phải đâu, đậu xanh với dừa. Đậu xanh với dừa? Dạ là cái nhân đậu xanh và dừa.
ăn không? Con ăn chung với bé, hồng nó nhiều lắm. Khỏi đi. Khỏi đi. Nó bị kêu ơi, khỏi đi. Chưa đâu. Cho một hộp nha. Đặt tao có một hộp rồi lấy hai hộp chứ không chữ. Cho một hộp nha. Đổ bánh cho cô hai. Giờ nghe Thư ai đứng trước ai đứng sau nghe Thư để ra la làng nghe Thư. Ai ơi đưa chú nó khám đi một cột này luôn đi. Đấy béo, ấm. Ờ, làm cái này. Đây, 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 gái nha. Cho một hộp nha. Ăn dừa mới đậu xanh á hả? Ở đây có cái là mua là ghé nó đi nhanh á, cho nên phải làm thiệt là nhanh. Cho cái hủ tiếu dài ghê. Dạ, bánh hủ tiếu ngon cả nhà. Rất là dài luôn á. Đúng rồi. Đây là bánh hủ tiếu ngon. Cái này chắc nửa mét đó cô ha. Ôi nó to kìa. Cái này nhân dừa với đậu xanh. Có rắc thêm một chút mè nữa luôn. Nó gần giống như là bánh cuốn ngọt vậy đó. Còn đây cái nhân. Nhưng mà bột này là bột sẵn. Đúng rồi. Bột thì nhân sợi hủ tiếu. Còn cái nhân thì nó giống bánh cuốn ngọt. Thôi nó dài kìa.
dài gần cầu mét á. Khách đông lắm, phải đổ qua cái đâu mới được. Dạ. Khách đông đâu có kịp ăn. Dạ. Bảo ngọc luôn. Dạ. Ngày chủ nhật thì rất là đông luôn ha. Một hộp bao nhiêu tiền cô? 35.000. Hộp 35.000 nửa cái đó. Hết rồi làm nhân khách tiếp chứ đúng không? Không không, hết luôn làm nhân khách rồi. Ờ gì đó hả? Là hết luôn rồi đó. Ồ, một ngày bán có buổi sáng sớm vậy thôi đó hả? Rồi 3 giờ sáng lúc tới giờ đó. Dạ. Đó, em kia nó tráng hủ tiếu mà. Ngày nào cũng có đồ á phải không cô? Ngày nào cũng thế. Dạ. Dạ. Nhưng chỉ có buổi sáng thôi, mọi người đi tham quan buổi chiều lẫn có đâu. Ờ đúng rồi, buổi sáng không có cái này ăn. Chiều không có đâu. Một cái cuốn bánh dạ. Nó là đậu xanh như con dừa đó. Dạ. Đây là bánh phủ yến mọt nha con. Cái bột màu xanh này là bột của cái da của nó là da của sợi hủ tiếu. Khi người ta phơi khô nó có ăn được. Dạ chưa? Lấy cái chốt hết rồi đó. Còn có mấy hộp, 2-3 hộp nó hết rồi đó. 35.000. Con lấy bánh trang cho ông. Dạ. Mà nó rất là dài luôn á. Dạ. Nếu không mà cắt thì nó sẽ bị gơi ra hết. Đây là một hộp bánh. Đó. Cô cái màu này là màu gì á cô? Lá dứa nè. Lá dứa màu hơi ngà 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 ha. Lá dứa đó. Bánh ở đây là bánh này rất dễ ăn. Bán được ghê luôn á. À, bây giờ là mới có 7 giờ mấy là hết rồi đó. Ở đây thì em nó làm cái bánh nhỏ hơn nè. Hồi nãy là bánh lớn. Dạ mới kịp. Đúng rồi. Còn cái này là một cái. Một cái này là 35 nè. Dạ. Đây để nó bà hai ăn đó. Đủ cái bé xíu bà hai ăn. Hết luôn rồi đó. Hết luôn rồi đó. Còn hai hộp cuối cùng luôn nha. Cho em một hộp hả chị? Dạ một hộp mấy cái. Một hộp gì nè. Đó anh khoảng hai hộp cuối cùng luôn. Cho hai hộp đi. Rồi hết luôn rồi đó. Đi ngủ không? Nó ngủ sớm nhở? Trời nó ngủ được không? Bánh gọi là bánh gì em? Dạ bánh hủ tiếu ngọt. Hủ tiếu ngọt. Thì giống bánh cuốn ngọt vậy đó, hủ tiếu ngọt thì đây cái sợi cái giò bằng bánh tráng hay cua. Bánh tráng thôi. Đây, ok. Rồi đổ cái bánh nhỏ nghe tao đâu. Ăn rất là dẻo á. Hai hộp bao nhiêu vậy? Dạ hai hộp bánh thôi chơi. 70.000. Chà nội cái răng á cả nhà. Đây là những chiếc thuyền người ta đưa khách đi tham quan chà nội cái răng. Mình có thể đi bằng nhiều cách. Đi ở bến Ninh Kiều cũng được. Mà mình đi tới chỗ
cầu Cái Răng ở đây cũng có một cái khu vực người ta rước khách này. Chỗ cái này là chợ An Bình á. Buổi sáng chủ nhật rất là nhộn nhịp luôn. Cái khung cảnh mà tàu thuyền rước khách, đưa khách đi tham quan chợ nổi Cái Răng. Đây là một trong những cái chợ nổi còn tương đối nhộn nhịp ở miền Tây. Những cái chợ nổi khác ở miền Tây bây giờ nó mai một rồi, nó vắng bóng tàu thuyền là bây giờ người ta lên bờ người ta buôn bán hết rồi. Người ta chở khách đi tham quan chợ nổi xong thì bắt đầu ghé ở những cái bè nổi này này để mua đặc sản, tham quan làm hủ tiếu, uống cà phê, đầy đủ các thứ cả nhà. Ở khu này thì nó còn hơi nhếch nhác một xíu. Cái khu vực này mà sau khi mà họ cải tạo cái bờ kè này xong này, họ làm sạch sẽ thì chợ nổi sẽ rất là đẹp. Hôm nay chủ nhật cho nên là khu vực chợ nổi cả nhà thấy rất là nhộn nhịp luôn á. Đây là cô bán bánh bao ở chợ nổi cả nhà. Bánh bao thì cô bán 20 ngàn cái. Đây, Thảo quay cho cả nhà coi ngon chưa. Mọi người có dịp đi về chợ nổi ăn bánh bao nha. Đây thì người ta làm kèo dừa cả nhà. Đó, nước cốt dừa đó. Ta nấu một chút nó đặc lại. Kèo dừa bây giờ nó gần đặc lại đây này và nó rất là thơm, nó thơm mùi dừa nó dữ lắm. Bắt đầu sánh lại đó, chút xíu nữa là gần đạt rồi đó cả nhà. Đem ra rồi mình bỏ vô khuôn mình cắt, thơm lắm. Đông lắm, hôm nay chợ nổi đông lắm. Đây là cái quầy bán khô cá. Tiêu lá cẩm. Đây là hình như gắt cái gì á. Tiêu gắt. Hoa đậu biếc. Cái này cũng hoa đậu biếc luôn. Rồi biếc gì xanh nhen xanh ngắt kìa em. Cái này mình hết. Tại đây em hết rồi. Cái này phải ghi lá dứa đúng không? Chứ là đậu biếc gì là vậy? Cái này là hoa đậu biếc luôn. Đúng rồi. Khó dừa, cho nên cái mũ dừa đó, cái cây dừa cái gì ta tận dụng hết cả luôn cái rễ luôn. Cái rễ mà ta đi giặt ta uống thuốc đó. Ủa, mấy nhắn mấy cái đâu không nghe vậy?
tròn đẹp ghê chưa. Đây là cô cho du khách nước ngoài trải nghiệm tráng bánh đó cả nhà. Buôn bán trên sông này, người ta bán đồ ăn sáng rồi trái cây rồi người ta vây lại những chiếc thuyền chở khách đó để bán ra nha. Đó. Những cái cảnh hiếm hoi về sông nước miền Tây á, bây giờ sau này nó dần dần mai một á. Một cái căn nhà độc lạ ở Cần Thơ này cô chú anh chị. Căn nhà người ta xây mà người ta bỏ trống cái tầng trệt. Mình hay kêu tầng trệt hoặc là tầng 1 á, thì người ta bỏ trống để cho làm đường cho bà con đi ngang qua chợ. Chứ nếu mà xây luôn á thì biết luôn là mình có đường để đi qua chợ đâu. Đây là chợ Bà Đầm. Đó, thì người ta bỏ trống cái tầng trệt. Còn cái tầng lầu 1 với lầu 2 thì người ta xây nhà để người ta ở. Một cái căn nhà kiến trúc rất là độc đáo ở Cần Thơ, ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Căn nhà không có lầu 1. Mọi người có thể quan sát kỹ hơn là ở dưới gần như là xuyên giữa nhà là không có gì luôn. Chỉ có những cái cột, 5 cái cột một bên, hai bên là 10 cái cột để mà làm móng mà trụ cho cái nhà này thôi. Đó. Rồi lên trên là không gian sinh hoạt của gia chủ. Ở đây thì chủ nhà chờ cái tầng 1 này làm cái lối đi chung cho người dân khu vực. Kiến trúc một cái căn nhà cực kỳ độc đáo ở Cần Thơ. Ở đây á, những cái lúc mưa là người ta trú mưa dưới này rất là nhiều, giống như là một cái hầm á vậy đó, cái hầm xuyên dưới nhà vậy đó. Cái này ô tô cũng có thể qua được.
mọi người có thể thấy trong nhà là người ta chưa cắm điện rồi công tắc điện đó, giống như y chang một cái ngôi nhà bình thường, nhưng mà giờ cái này chỉ cần xây biết cái tường rồi làm cái ngăn phòng là thành cái căn nhà đó, nhưng mà họ chừa cái này lại cho bà con đi ngang qua đó. Bên này là chợ Bà Đầm, cái này là nó xuyên qua một cái con đường luôn. Nhìn cái cảnh sông nước miền Tây rất là đẹp đó cả nhà.